Ok, xin chào mọi người. Thì buổi hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cái cách mình tắt update trên hệ thống Ubuntu để tránh bị những cái lỗi lặt vặt. Đây thì mọi người vào phần Store Application nhé. Rồi mình tìm cái software update. Mọi người bấm vào chờ một tí, mình khởi động lên. Đây, mình tua quạt này nhé. Đây, sau khi mở lên thì nó hiện cửa sổ lên, người tắt đi nhé, không cần người tắt. Đây mình bấm nhầm, mình mở lại nhé, người chờ một chút để nó hiện lại cửa sổ. Ok, ở đây mọi người bấm vào setting để đi vào trong cái mục cài đặt bên trong, chờ một chút. Đây, sau khi bấm vào setting thì mình sẽ chọn thẻ update nhé. Đấy, mọi người nhìn thấy automatic check update này, chọn never này, notify me này, never này. Đó, cho mấy cái này về display immediately, cho này luôn đi. Đó, đấy thì mọi người chọn như mình nhé để cho nó tắt update đi, nó khỏi update linking. Rồi mọi người hello lại. Mình tắt cái này đi. Đấy, tắt này. Rồi, thế đã tắt xong, thế mình đã tắt update cho Ubuntu rồi. Đấy, ok. Rồi, ok. Đấy, mọi người có thể là sau khi cài đặt xong, mọi người có thể thử kiểm tra mạng. Mạng mọi người thấy đã kết nối này, bấm vào đây để kiểm tra cổng. Đó, rồi mình sẽ thử vào mạng nhé, mình sẽ thử ping đến Google các thứ xem nào có được không. Đấy, mọi người ping được Google chứng tỏ mình vào được mạng đúng không. Rồi, bài video mình dừng ở đây nhé. Hôm nay video này mình chủ yếu mình hướng dẫn mọi người cái cách thức tắt update thôi. Đây thôi.